Hồng Nhật hả? Dạ. Cái đường này đi kêu đường gì vậy, em trai? Em trai đường Trần Thị Nhượng. Trần Thị Nhượng ha. Cho Hồng Nhật cái gì đây. Chào cô. Dạ. Cô tên họ là gì? Dạ, Lê Thị Bé. Lê Thị Bé ha. Dạ. Mình ở nhà trọ đây là để mình đi làm cái gì á? Tôi rửa chén dưới ông xã hay làm. Dạ, rửa chén dưới là ở đâu á? Ở dưới Cầu Đốt á. Dưới Cầu Đốt ha. Dạ. Tiệm nó tiệm gì? Cô Huệ đó, cô bán ở nhà vậy thôi, rồi đi xuống rửa rồi về. Ngày vậy được nhiêu? Được 100.000, làm từ mấy giờ sáng? Khoảng 8 giờ rưỡi tới giờ này về. Ừ. Chắc này mấy giờ không? Chắc là 1 giờ rưỡi. 2 giờ rồi. 1 giờ rưỡi. Ừ. Cỡ 4 tiếng đồng hồ. Ừ. Thì hôm nay có cô Trang á. Dạ. Với Quỳnh á, chị là tên là gì á? Tên Bé. Chị Bé ha. Dạ. Ừ. Gốc gác mình ở đâu? Gốc gác ở trong chợ Hòa Thành á. Hòa Thành á. Dạ. Hòa Thành cái đó là thuộc Lai Dung hay là còn Lấp Giò ta? Hay là Lai Dung rồi ha. Dạ. Ừ. Lai Dung Hòa Long á. Dạ. Thì hôm nay có cô Trang. Dạ. Với cô Bích Vân. Dạ. Với cô Ngọc Anh. Mà những cái người Việt đang sống ở Mỹ á, gửi tặng cho chị Bé 10 ký gạo đó. Dạ, dạ, ha. Dạ. Là chị Bé năm nay nhiêu tuổi rồi? 60 hả? Giờ ông xã lại đi làm gì? Ông làm bảo vệ. Bảo vệ ha. Giờ con cái? Con thì nó ở riêng đi. Ừ. Nhưng mà trong chợ Hòa Thành là ngay cái chỗ cái khu chợ là nó bị giải tỏa hả? Dạ. Là nhà chị đó đó. Nó làm đó. Ở chợ. Dạ. Nó không chưa tái định cư sao? Chưa gì chứ, lâu lắm rồi mà chưa gì chứ. Rồi trong giống như là nó có hỗ trợ rằng mình đi ở trọ gì không? Không, mình tự đi vậy hả, rồi chừng nào miếng người ta xây giấy xong rồi người ta. Thì về mình buôn bán gì buôn bán ha. Dạ, người ta bán mà cho mình trắng góp gì đó. Cũng có hứa nhưng mà chưa cấp. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng. Nhưng mà mày thấy cái chợ năm rồi đi ngang á, nó cũng còn trống lỏng rồi, năm nay là người ta hợp chợ chưa? Người ta làm chợ rồi nhưng mà người ta chưa có hợp chợ phân nền. Dạ. Thì chỉ có 10 ký gạo thôi nha chị. Dạ, Bé. Dạ, dạ. 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 Đâu rửa chén hay gì mà tay hư chân. Rửa chén nè. Đâu được rồi tay coi. Hư chân. Ừ. Thôi đi nha chị Bé. Dạ. Dạ. Chị tên là gì? Yeah. Làm mình ở phường mấy? Phường 1. Thành phố Sa Đéc ha. Hôm nay có cô Trang với Bích Vân với Ngọc Anh gửi tặng cho cô 10 ký gạo trong cái dịp Tết này. Cô sao mà phải đi xe lăn này cô Nga? Nhất cái giò quá đi nổi. Ừ. Đau quá chứ. Cô Nga năm nay nhiêu tuổi rồi? 89 rồi. 89 rồi ha. Thì bán vé số ngày được nhiều không cô Nga? Có 60 tờ hả? Dạ. Thì hôm nay có cô Trang á, Bích Vân, Ngọc Anh, những người Việt đang sống ở Mỹ, cũng con dân đất Sa Đéc này nè, gửi tặng cho chị vậy nè. Đầu năm, cuối năm cũng chúc cô dồi dào sức khỏe nha, đường đừng có lên giá nữa nha. Đường lên giá hoài hả? Chứ bán gì là cũng sinh sống cũng được mà hả? Không đủ. Nếu mà đừng bệnh nữa ha. Đừng bệnh á. Dạ. Thì mình đây là chỗ khu gần trường trung học nè, đây là cầu Đốt nè nha. Cầu Đốt nè, đây là đường đi ra cầu Đình nè. Thì chuẩn bị về chưa? Đi mua muối xài. Mua muối hả? Ừ. Rồi thôi em đi. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cái cổ mạnh khỏe ha. Cảm ơn cô Trang đi. Cô Trang với cô Bích Vân. Bích Vân gì đó. Với cô Ngọc Anh. Cảm ơn, nói đi. Cảm ơn cô Trang với cô Bích Vân. Bích Vân. Cô Ngọc Anh. Dạ, yeah. Để cho mình 10 ký gạo. Dạ, dạ. Chào em, mình tên tuổi là gì ạ? Em tên là Trần Minh Tấn. Trần Minh Tấn qua góc này. Qua đúng không? Trần Thanh Tấn hả? Dở cái nón xích lên. Mình gốc gác ở đâu? Ở Hậu Giang. Ở Hậu Giang hả? Dạ. Xã nào Hậu Giang? Ở đang cách ở Ấp Bình Hưng Hải huyện Bình Tân. Rồi vợ ở đâu rồi con dắt theo? Đúng rồi, hai đứa. Hai đứa hả? Ê sao được rồi, được rồi. Có bạn áo vàng vàng nữa. Dạ. Thì hôm nay có cô Trang với cô Bích Vân gặp em ra ngoài đường này nè. Chỗ ngay cầu Đốt thành phố Sa Đéc nè. Gửi tặng cho em 10 ký gạo gì nha.
Cảm ơn. Coi cô này là chúc cô năm chú năm mới dạng trời nghĩ làm ăn phát tài. Mấy cô ăn Tết ăn khỏe. Rồi sao mà ở Hậu Giang mà trôi dạt tới trên xe đét này lận? Con quá nhà. Chứ vùng dưới không không sống được sao? Ngày bán được bao nhiêu tờ giấy số? Con mới lấy được có 40 tờ. Hỏi gà nó cho tiền lấy. Vợ thì bị bệnh gì mà mất? Tai nạn giao thông. Vậy sao? Nè lấy đi, lấy 10 kg đi, nắm nắm ở đây. Cảm ơn. Rồi đây, kéo đi, lấy đi. Trời. Đó 10. Đó là của cô Trang. Với Bích Dân. Con cảm ơn cô Trang. Bích Dân. Mở vào sức khỏe. Với Bích Dân với Ngọc Anh á gửi tặng cho em 10 kg gạo á. Rồi cảm ơn. Bây chừng cháu nè. Rồi ở chợ là ở đâu? Ở Quán Võng. Quán Võng mình bên tên gì? Loan. Tên Loan hả? Chỗ giáo đường Hàng Me nè hả? Ở đó đầu đường cầu cái cầu nghe cầu chợ. Cầu cầu nhà bánh xe. Bánh xe nào? Xe gì đấy đó. Bánh xe rác dưới này. Quán Võng cô Loan hả? Ở dưới này ông nội. Rồi đây là cô là tên họ là gì? Lô Thị Thanh Sơn. Dạ. Hồi xưa là cô dạy môn gì cô? Môn sử. Môn sử. Cái này là số nhà mấy? 404/40. À, đường gì? Khóm 5 phường 1. Khóm 5 phường 1 thành phố Sa Đéc ha. Dạ dạ. Thì hôm nay có Trang, Bích Thị Trang, Bích Vân với Ngọc Anh thì gửi tặng cho cô Sưng á 10 kg gạo. Dạ. Trong cái dịp Tết này nè. Dạ. Thì cô Sưng năm nay nhiêu tuổi rồi cô Sưng? 71. Nó làm như là bị Parkinson hay sao ta? Nó làm như hơi rung hả? Dạ, thôi cô nhận 10 kg gạo cô cũng cảm ơn Thị Trang, Thị Trang, Bích Vân, Bích Vân với Ngọc Anh. Ngọc Anh. Rồi cô cũng chúc gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Cô cảm ơn các em rất nhiều. Yeah. Năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi cô xin hỏi thêm? Dạ 71. 71 tuổi hả? Dạ. Cũng hưu là mình có tiền hưu không cô? Dạ có. Nó trang trải đủ không? Dạ đủ. Dạ. Cô được mấy người con? Không có gia đình. Dạ. Cái người hồi nãy là cháu. Dạ. Tại vì muốn đứng ngoài nắng bị con chó sợ nó xúc ra. Dạ. Thì 10 kg gạo để cô em tên gì? Em tên Thịnh. Hồi đó học trò của thầy Huỳnh Khánh Dân, ông chủ nhiệm. Dạ. Năm lớp 80. Dạ. Dạ, 82, 83, okay. 83, 84, 85. Dạ. Dạ, 10 kg gạo. Cũng cảm ơn Thịnh. Đem gạo. Em cháu được. Dạ. Hồi đó cũng đi học á. Nghe nói bữa hổm là chồng vợ của thầy Khánh Dân cũng mất rồi. Dạ. Hồng. Dạ. Thì của ít lòng nhiều mấy em nó nhớ về quê rồi nó gửi thêm cái mùa dịp Tết này vậy đó. Dạ. Mà cô cũng chúc Thịnh với gia đình hạnh phúc. Dạ. Hạnh sự như ý. Dạ. Làm tiền vô như nước, làm ăn phát tài. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô Thịnh. Dạ cảm ơn. Cái này là gần chỗ cầu Đình hết cô. Khu vực chỗ cầu Đình. Dạ. Thôi con em đi luôn ạ. À. Dạ dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Ở Nha Mân hả? Dạ ở cái tàu cô. Cái tàu hạ, ngay cầu cái tàu hạ. Cô có quen ai ở dưới không? Không có. Không có hả? Dạ xa dữ ha. Dạ. Dạ. Thôi em đi ạ. À. Buôn bán hả? Cũng bán gạo rồi thêm. Ừ. Dạ. Chúc được phát tài. Dạ. Mai bán đất. Dạ, cảm ơn. Em đi anh cô. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ.